Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và hồ chứa nước sông Than đều vừa được khởi công vào ngày hôm nay tại Ninh Thuận. Nhiều cơ hội kinh tế lớn đang được mở ra với sự hình thành của hai công trình này. Nhà máy điện mặt trời Trung Nam vừa là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam, vừa là dự án tích hợp năng lượng tái tạo đầu tiên ở Việt Nam khi tận dụng trên cùng một diện tích để lắp đặt trụ tuabin khai thác điện gió và tấm pin khai thác điện mặt trời. Dự án có tổng công suất là 204 MW với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6 năm sau do Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Trung Nam, thành viên Trung Nam Group làm chủ đầu tư.